Con xin được mến chào, chúc sức khỏe tất cả quý cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng quý cô chú đã quay trở lại với kênh ha. Hôm nay thì con cũng ghé lại vườn của anh Bình làm cái clip mới để cho quý cô chú mình giao lưu ha cô chú. Hôm nay anh về một lô cây mới luôn, đặc biệt là những cái phôi chiếu thủy này nè quý cô chú, rất là rẻ luôn. Chỉ có 300 mấy 400 ngàn một phôi thôi, nhưng mà phôi già ha, già nu thì dáng trực tai cành cũng có sẵn cho mình chơi hết trơn ha. Có nét bonsai hết quý cô chú à. Đó thì bên cạnh phôi thì mình có một số cây thành phẩm nữa, linh sa me, rồi cũng có một vài cái món đồ gốm đồ đồng nha quý chú, nhỏ nhỏ cũng dễ chơi dễ sưu tầm nha. Thì con mời quý chú cùng gặp lại anh Bình để anh giới thiệu chi tiết hơn cho mình ha. Hôm nay đồ mới nhiều quá quý chú. Rồi em chào anh Bình. Rồi em mến chào tất cả các bà con đang xem kênh nè. Thì hôm nay em cũng giao lưu với bà con những cái cây bonsai, bữa nay đặc biệt có những cây phôi nha bà con. Những cây phôi chiếu thủy nuôi gò công nha, giá cũng rất là dễ chơi. Dạ. Rồi kim quýt me, được cặp me đẹp nha. Linh sam. Thì những cuối clip thì có một số đồ gốm, đồ đồng giá rẻ nha để cho mình lựa chọn. Thì bà con mình liên hệ qua mua cây qua số điện thoại em ha, là 0939442212. Thì mã đầu tiên hôm nay là mã chữ D nha bà con, D1. D1 em có một cây nuôi gò công, cây này lùng lực cực kỳ to ha. Cái này mình còn một cái đỉnh nữa là xong nha bà con. Này nuôi cũng được 60-70% đoạn đường rồi nha, mà cái này cực kỳ đẹp luôn. Cái này nuôi thì cái giá trị nó tăng lên nha. Cái này cái chậu thì để chưa có ngay ngắn nha bà con. Cao là 33, tán ngang như gì đó là 40. Cái này em chỉ để demo thôi nha, không có ship chậu nha. Đó, cái này chi thì đóng chuẩn hết à. Rồi em lấy hoành ở vị trí này đi. Sumo hả chú? Sumo. Lùng lực quá, sumo. Quá sumo luôn. 38 yếu một tí nha. Dạ. Chưa đang tới nữa. À, 42 à. Dạ. Xuống nữa đây anh. Cái cũ ha. Cái cũ đặt ở đây là 52. Wow. Đó. Nó lùng lực lắm nha quý cô chú. Đây, lùng lực mà liền cây nha. Dạ. À, cốt cành nuôi cũng đó. To anh ha. To rất là to luôn. Vẻ cũng chuẩn cây quý chú. À, thì mình chỉ còn cái đọt ở trên nữa thôi. Đây. Thì mặt cắt này đang cuốn rất mạnh nha. Dạ. Đó, mặt cắt đang cuốn rất mạnh luôn. Cốt này to cực kỳ làm nha. Cái đọt lại ha chú. Đúng rồi, còn cái đọt này nữa là ok nha bà con. À, tiếp tục nuôi phần nữa nha. Thì mã số D1 này em giao lưu với bà con mình có giá là 2.600.000 đồng, em bao ship nha. 2.600.000. Mà cắt kéo rất tốt mà quý chú ơi. Mà cắt mình xem ha, cái tay em bợm này. Này nuôi năm nữa mà cắt này khả năng là bích cao lắm. Nuôi năm có đúng rồi. Mình nuôi mình vừa nuôi, mình vừa nuôi mình ép chậu, mình vừa nuôi mà mình thả ra, nuôi thả một tí đó. Rất là nhanh luôn. Dạ. 2.600.000 em bao ship toàn quốc cho bà con mình nha. Cái này nuôi lên tiền nhiều nha, trực lắc rất là đẹp luôn. Rồi. Em bó bầu cho đi nha bà con. Cái me. Đây. Me thì lô me này cực kỳ già đẹp nha. Đó, rất là già đẹp luôn. Đây, thì cây này những cây me ở lưu ý giùm em là không có ship chậu nha. Đó, chậu này em không có ship nha, để demo nha bà con. Đây. Cốt cành thì bà con xem tay cái em đưa vô không ăn nhầm chứ khoảng hai ngón tay nhập lại nha. Nó tán đầu đinh. Chùi lủi ngang đó đó anh ha. Mà đúng nuôi rồi. Mấy cái cốt nuôi lên nè của chú. Chiều cao em lấy từ mặt chậu hay là 52. Tán ngang này. Cái ngang này là nó 66. Dạ. Dạ 66. Đây, hoành vị trí này nha. Hoành vị trí này là 20. Đây, tổng hoành đế này là 48, đế đẹp rất đẹp nha. Đó, thì cái này được cái nó già thời gian nuôi cũng 7-8 năm mới được gì nha bà con. Nó rất là già rồi, cái me nuôi tới rất là già. Tứ trụ kinh thiên luôn hả? Tứ trụ chú, 4 chân. Thì cây này em giao lưu bà con mình có giá 1.500.000, em bao phí ship toàn quốc, mã số D2 nha, 1.500.000. 1.500.000, cây này cũng già hả chú? Già cây, cốt cành lớn, đây cây này cũng già luôn. Đây. Này thì văn nhân cành cây gớt. Cây này văn nhân cành gớt nha, cây này thì khoảng nửa tháng nữa thì cái vàng độc nó lên cái nhìn là mê luôn. Cây này thì cũng bó bầu cho đi, lưu ý giùm em bó bầu cho đi nha. Dạ. Đây, chiều cao cây này, chiều cao này là 72, tán ngang này nó là 80. Cây này mà có cái cây tử mình ghép ở dưới nhìn rất là có duyên luôn. Thì những cái dòng me đời đầu á, cái thân của cây không có thể nào sửa đế nha bà con, đế tự nhiên hết toàn bộ nha. Yeah. Thân đế tự nhiên, hoành là 20 vị trí này nha, xích đen cái 22. Thì cây này được cái quá già, dáng dân nhân, tông cao cành gớt nha. Cây này thì em giao lưu bà con mình giá 1.600.000, em bao ship toàn quốc cho bà con mình luôn nha. Mã số D3. 1.600.000 của chú ơi. 1.600.000 văn nhân. Rồi. Dạ. Rồi đổi luôn. D4. D4 là một cây kim quýt nha bà con. Đây, cây kim quýt. Cây kim quýt này nó già hết dây à. Chiều cao cây
là 46, tán ngang này 50. Đây, cái hoành cụm này ở đây là 20. Đây, còn hoành cụm này 44 nha. Thì cây kim quýt em giao lưu cả nhà mình giá 650.000, em bao ship toàn quốc mã D4 nha. Cây này 650 thôi anh ha. 650 thôi. Rồi đến khiên tiếp. Về vô chậu để bàn cũng đẹp quá chứ. Đây là cây đây, tiếp theo là một cây linh sam mã số D5. Cái này thì nó già. Nó già cực kỳ. Cốt to, sông hình lá kim anh hả? Hay đúng sao? Là sông hình lá nhỏ nè. Sông hình này lúc nhỏ. Càng lúc càng nhỏ lại. Vàng xương cây này đã dày mịn hết trơn rồi. Lá gút rất là nhỏ luôn. Chiều cao cây, chiều cao cây là 77. Cái tàn tán xung xê rất là đầy đặn đẹp của chú. Cốt cành đặc biệt nó rất là to luôn. Đây, tán ngang này là 93. Cái này mà phun hoa một cái hay là nó tím rịm đã lắm chú ha. Đây là cái hoành, em đo cái hoành vị trí này ha. Dưới vị trí này hai thân này nha. Là 33. Dạ. Đó. Cây bẻ cái cành đó cũng độc anh ha. Đúng rồi. Đây chú. Thì lưu ý giùm em cây này, cái cành này nó lũa tí xíu ở đây nha. Đây, giờ mình quay phần đó đi. Đây. Đây, lũa đây nè. Đây. Mấy cái này mà áp lửa là cũng đẹp, hoặc là mình bo lửa, mình xài thuốc là cũng rất là đẹp nha. Cái này hồi xưa không biết là vô tình hay cố ý anh ha, hay tài nạn mà cái này là một thôi mà nó tách ra làm đôi á quý chú. Đúng rồi. Một nhánh to á. Nhánh to tách nó ra bị làm tét đôi ra đó. Mà không biết là mình xé hay là gãy tét sao đó. Vàng xương thì bà con mình khỏi chê luôn, ở dưới nhìn lên cái dáng độc cực ha. Kỳ đẹp luôn. Giờ nó thành hai nhánh nè, quý chú thấy nè. Hai nhánh. Chắc cái này mình chơi một nhánh vẫn đẹp luôn. Dạ. Ha, mình chơi nhánh này không vẫn đẹp ha. Bơm này không á, không chơi bơm này không vẫn đẹp ha. Nhìn đây có cái co rất đẹp luôn. Nó thoáng cày. Nói chung là mình muốn phá thế mình chơi vẫn được nha bà con. Cái này thì em giao lưu cả nhà mình không chậu nha. Giá là 3.200.000. Không chậu nha bà con. Không chậu 3.200.000. 3.200.000. Còn chậu. Cái chậu này thì cái chậu te, chậu mà cũ xưa. Thì em cũng giao lưu luôn, nó bị tóc mấy đường nha. Thì em giao lưu bà con mình giá chỉ 500.000 thôi. Có những cái đường tóc nha. Luôn chậu là 3.700.000. Đúng rồi, luôn chậu là 3.700.000. Em bao ship toàn quốc cho mình. Bà con mình xem lại cái dàn xương. Chậu 4 mùa anh ha. Đúng rồi, chậu này chậu xưa 4 mùa rất đẹp luôn. Chậu xưa 4 mùa. Có một mấy cái đường tóc đây ha. Có đường tóc nha quý chú. 2-3 đường tóc nha, tóc như cọng tóc mình đường dài thôi nha. Cho nên nó chỉ có 500.000 thôi. Đây cái đường bà con mình xem. Cái dàn xương dưới đây nè. Vậy cực kỳ luôn, ở dưới nhìn lên rất đẹp, cây này rất là thoáng nha. Rồi 3.200.000 là 3 cây không phải không chú, cây luôn chậu là 3.700.000. Rồi tiếp theo mã D6. Đây D6, cây này thì nó quái quái nha cả nhà. Quái anh ha. Đây trên đầu nó nu xù lên cục luôn. Cái này không chơi mình chơi cành gớt không cũng vẫn được nha. Anh cắt bỏ những cái cành bên đây nha. Đó, chiều cao cây, giá thì hữu nghị hợp lý luôn, 84 nha. Tổng cái chiều dài cành gớt em đo làm gì đi. Đó. Là 64. Đo lại đi. Có 62 chiều cao nha. Nãy em báo lộn thước nha bà con. Còn cái cục dưới đây nó nù, nó xù lên một góc đây ha. Nên nó u đầu. Nó u. Cục này u đầu, nu đầu hết. Cục này cũng mang một cục nu ngay đây luôn. Ở dưới nó cũng u luôn. U đầu, u đít hết rồi. 40 nha. Đó. Cắt riết rồi nó bít hết trơn nè chú. Nó không phải một. Đây là 16 nha. Nó bít hết trơn luôn. Nó bít nó nù ra. Cái này đế đều đẹp nha. Thì cái này em giao lưu bà con mình giá 9.200.000, em bao ship nha. Về chơi với quái tán luôn nha. Nuôi lại lâu dữ à. Lấy cái cục nu. Lấy cục nu rồi lấy nhánh này chiết lại nhánh này vậy. Không có làm gừng trên thân à. Nhỏ nhỏ là vô chậu. Nó chứ đã nuôi cực kỳ công lắm của chú ơi. Nuôi tay cành lớn ha. 1.200.000 nha, em bao ship toàn quốc mã số D6 nha. Còn về của chú cũng thích chơi kiểu gì thì mình chơi ha. Cây cành rất đẹp. D7. Đây. D7. Thì cái này cũng muốn thích chơi kiểu gì chơi, có thể cắt gọn lại. Phơm cắt gọn lại nha, cái này nó được cái nó quá già. Nu mặt khỉ nha. Nu quá nu luôn. Đây này cái tài chiều cao cây. Gò công đó nha bà con, 60. Tán ngang này. Tán ngang này là 66. Em thấy đúng là gò công anh ha. Vừa gồng mà vừa co gồng lên rồi co co thì có gồng lên rất là nu luôn ra luôn nè. Gồng lên cơ bắp nè. Cục đây em đo hoành tổng đi, em đo hoành tổng nha, là 44 đó, thân nhỏ này đi, 21 rồi, thì cũng 1.200.000 em bao ship toàn quốc cho mình luôn,
Cái này phải nói là nó cực kỳ già luôn anh Bình ha. Thì bao già luôn này, dữ lắm, lâu năm nào cũng cần thấy cho bá luôn. Không còn mặt cắt mặt thẹo gì hết, mã số D7 nha bà con. Không có thẹo luôn. Không còn. Dây thì không có luôn, không có dây luôn. Cái dấu mới cắt thôi, còn ở trên đây là nó liền lạc hết rồi. Không có dây luôn. Dạ. Rồi, tiếp tục luôn. Đây. Cái này thì em giao lưu cả nhà mình giá 1.3 triệu nha. Cấp ghế anh Bình mã chơi D8. Với mấy ông bác, mấy ông lão không? Ông lão không à. Kiến cổ không à. Cao 60. Đá ngang này. Ở 58. Được mấy bác mấy lão chia gia tài. Hoành là 24 yếu một tí nha. Dạ. Còn cái cục nu này cái là 52. Đây, cái dàn cốt dàn xương đây. Đây chỗ này nu xù lên đây, rất là đẹp luôn. À, này về phá thế chơi nha bà con. Quất ngang lại chơi dâm này kéo nó xuống cũng được ha. Chơi dán lão luôn. Đúng. Chơi dán lão luôn ha. Thì cũng 1.2 triệu mã số D8, em bao ship toàn quốc luôn nha. 2 cây bao già ha chú. Cây già lắm già. Tay chừng chừng nè, dàn tay cầm đó nè. Rồi. 1.2 triệu. Đây là một cây em có một cây lâm dồ nha. Cây lâm dồ. Lâm dồ. Một cây đề trắng ha chú, lâm dồ. Trắng. À cây này nhìn kỹ cái gốc lại nó cũng to đó chú. Đây chỗ này tác vàng tí nha. Dạ. Tác vàng. Nói chung là cây này bị thương binh đó. Giá thì hữu nghị thôi. Cái này khi đi thì em bó bầu cho đi. À. Có tay cành nè chú. Cây này làm cây đa được chú, về mỗi của chú đục cái vàng chân nó lại nè. Rồi cái phôi này chiều cao đây là nó 44 nha. Nó ngang gì em tính nhưng theo cái cốt phôi là 36. Hoành vị trí này là 46. Tổng hoành đế này là 90. Dạ. Đây thì bên đây có một cái lỗ bọng này nha. Đó. Lỗ bọng luôn, bọng luôn. Cái này em giao lưu cả nhà mình giá chỉ 900 ngàn thôi. 900 thôi em anh ha. 900. Về cho mình đục đẽo mình làm lại của chú. Đúng rồi, về đục đẽo làm lại. Cây thì khỏe như chú thấy nè, nó cái dòng này nó bọng mục thì nó tự mai mốt nó cuốn lại thôi. Rất là xâm xê luôn. Đó, 900 ngàn em bao ship nha, mã số D9. D9. Rồi. D10. D10. Đây, một cây ổi tàu. Thì em lên lại cây ổi tàu này. Đó. Cây ổi tàu. Chỉ có cây này thôi thì nó đang đâm chồi đâm lá ra rất là mạnh, rất là nhiều luôn. Cây này mà đi được gần ha. Rất ok nha bà con. Quá già luôn với chú ổi tàu. Già. Nuôi vàng cái cốt cành cỡ này nè. Ổi vàng cốt mà nuôi gì là rất là lâu rồi nha. Chiều cao cây 128 nha. Đó. Dạ. Ổ tàu siêu trái nha. Tổng cái chiều dài tán này gì đi là 122. Vô chậu chiều sâu cho đủ sức. Chiều sâu này nha là 69. Đó. Cây này dáng trực ha. Form mà phong chanh dáng rất đẹp luôn. Cái này thì vô cái chậu cái nhìn là hợp lý lắm nha bà con. Chậu tròn tròn to to nha. Đó. Cốt đùi thì nó lớn hơn chân cái em rồi. Đó. Rồi, vị trí này em đo cái hoành vị trí này nha. Là 27 nha. Dạ. Cây này thì đế thì nó hơi yếu tí. Đó, bù lại cái dàn cốt, dàn xương nó đẹp. Bù lại được cái thân với cái cốt đẹp. Đúng rồi. Thì cái này em giao luôn bà con mình có giá là 2.9 triệu, em bao ship toàn quốc cho mình luôn nha. Mã số D10 nha, 2.900.000. Mã số D10. 2.9 triệu thôi anh ha. Đúng rồi. Rồi. Rồi, tiếp theo là phôi nha bà con. Đây, phôi D11. Đây, tiếp theo là phôi đẹp giá rẻ. D11 này, cái này thì em giao lưu bà con mình giá 320 ngàn. Chiều cao là 19 nha. Cây này thực cái cực kỳ già. Ở hoành ở vị trí này là 27 ha. Đã cũ ở dưới đây, cũ đây là 38 rồi. Đế thì nó đều ra. À, đế cũng khá đều cũ nở nha. Đã về có thể mình cắt lại trực lắc cũng được nha bà con. Trực lắc lùng hơn nữa cũng được. Đúng rồi, mình cắt xuống đây cho nó lùng lại nha. Tông này anh để lỡ nhưng mà cũng có nét chơi hết heo chú. Dạ. Cũng có nét lấy cốt cành hết luôn nè. À, thì mã D11 này em giao lưu là 320 ngàn, em bao ship nha. 320. Dạ rồi. D12 này cây cắt là cây trực pin nha bà con. Nu gò cong anh ha. Đúng rồi, nu gò cong này luôn này dữ lắm, già rồi. Cái luôn này cây già nha. Chiều cao này là 29 nha. Cũng đồng giá là 320. Hoành đây là 30. À, cây này thì cây cũ nở ra rất đẹp đó. À, cũ là 35. Dạ. Yeah. Được các cây nu cực kỳ nhiều. Đó, 320 mã số D12. Rồi.
D13. Cái này em giao lưu cả nhà mình 400. Cái này to cao. Đúng rồi, to cao. Chiều cao cây, chiều cao cây là 52. To cao sạch lực lớn. Hoành gì là 27 gần 28 rồi nha. Dạ. Còn cái cũ vị trí này đây là 42 rồi. Giá thì chỉ có 400.000. Đó, rất là hợp lý để cho mình nuôi nha. Nuôi cây thời gian thì cây giá trị này, mấy cây này nuôi giá trị nó tăng nha bà con. Đặc biệt cái đường thân nó nuôi. Dạ. Này nuôi một khỉ luôn rồi nha. Nu già. Rồi, D14. Đây, cái này cây cũng cây dáng trực đây ha. Trực giót lên luôn, 350, chiều cao cây là nó 18. Quanh vị trí này là 29. Đó. D14. Đế này là nó 42, 350 em bao ship nha. Mã số D14 nha. Dạ, rồi. Rồi, D15. Đó, 400. Cái này là 400 nhanh tay nha bà con. Quá đẹp cái này luôn. Sạch sẽ lực anh ha. Lực đế rất là lực. Cao là 28. Dách đế cực kỳ đẹp luôn. Dách đẹp. Hoành là 34 rồi. To nha. 41 là cũ rồi. Cái cũ rất là nở đều. Cái này nó cái dàn cũ nó rất là đẹp luôn. Cái này mình nuôi thời gian mình mồi đế ra cái nữa ha. Dạ. Mấy trăm anh? 400. 400. Rồi, D16 350. 16, một cây trực pin giót luôn. Chiều cao cây. Chiều cao cây là 30. Nu lục cục luôn đó ha. Hoành vị trí này là 25. Hoành cũ này là 36. 350 em bao ship nha. 350. Dạ. D17, 350 luôn. Cao này là 20. À, hoành vị trí là 28. Nói chung mấy cái này hoành to to khá khá mà. Đế đây là 52. Đây cái này cũng 350.000 em bao ship toàn quốc cho mình luôn nha. D17 nha. Đế rồi. Gọn đẹp ha chú. D18. Đây, 350.000 luôn. Chiều cao cây. Đó là 20. Quanh vị trí này là 34. 350.000 em bao ship toàn quốc nha. Đó, mã số D18 nha. Rồi. D19. D19 thì em có một cặp bình gốm tàu này, hàng cũ xưa, rất là đẹp luôn. Bình đó, gốm anh hả? Cái này cái nắp nó hả? Đây, cái nắp nó đó. À, cái nắp đọc vậy đó. Cái nắp có ba cái khía này đang gài lại luôn anh hả? Đúng rồi. Cái này cũng như là cái này không thì gọi là mai bình ha. Đó. Làm cái này nè chú. Gài nhẹ lại là xong. Gài lại thì nó không có khó bị gớt hơn. Chiều cao bình đó là 21. Bụng này là 33. Là 22, 21 nha. Đó, thì cái bình này cái miệng nó cũng gọn nhỏ nha. Đây. Nó chỉ có hai thôi. Đây lưu ý giùm em. Cái nắp của nó vị trí này. Đây bị tóc nha. Dạ. Yeah. Đó có sao thì báo gì nó tóc sẵn gì nha bà con. Đó. Cái này mua về để cho mấy bé nhà uống trà sữa đâu được. Hơi nhỏ cái miệng nhỏ quá. Miệng nhỏ quá nè. Cái này trưng bày để co thôi. Rồi. Cái này tích long phụng nha. À, thì cái bình này cặp này em giao lưu cả nhà mình có giá 1.2 triệu. Em bao ship toàn quốc ha. Một chuyện có đầy đủ. 1.2 triệu anh ha. Đúng rồi, hàng này khá là cũ xưa rồi. 19 nha. Dạ. Rồi đây có cái bình đựng trà. À, gốm chu đậu hàng xưa. Rồi. Chiều cao. Chiều cao là 16. Bụng này đây là 34 nha. Đây. À, cái này được nè, cái này uống trà sữa được nè. À, cái ly này ngang đây là 5. Cái miệng này khoảng 4. Đó. Thì cái bình này, đó, hàng cũng cũ rồi ha. Thì em giao lưu bà con mình có giá là 500.000 bao ship toàn quốc nha. Cái này đẹp quá chú. À, cúc dây anh hả? Cái bông này là bông gì vậy? Cúc đúng không? Đúng rồi, bông cúc. À. Rồi, tiếp theo D21. Đó là cái hộp đựng giấy gỗ gõ nha bà con, rất là đẹp nha. Đây. Dưới đây ha. Nó liền anh hả? Không có nắp hả? Tức là mình bỏ giấy vô rồi mình rút nó ra. Có chứ. Có. À, nó. Ở dưới ha. À đúng rồi, kéo ra của chú. Để giấy vô. Đó anh lật lên đi mà. Đó. Chứ mình không mở ở trên ha. Không mở trên. Đẹp hay cái này chú? Nó liền lạc hơi khô này, rất đẹp luôn. Chiều cao này nó khoảng 7. Chiều dài này 24 nha. Ngang này. Ngang này là 11 thì cái này em giao lưu bà con mình giá 500 em bao ship toàn quốc nha. Đẹp lịch sự. Đúng rồi, rất là lịch sự luôn. Dạ. Rồi. Rồi, mã số D22. Đây. Một cái bình. Một cái bình. À, men rất là đẹp luôn.
khá là cũ rồi. Bình này bình tàu, gốm tàu nha bà con, cao là 26 nha. Cổ bình đây là 22. Đó, bụng bình đây là 340. Miệng đây là nó 11, thì cái này em giao lưu bà con có giá là 550.000, em bao ship toàn quốc nha. Chỉ 550.000 cái bình này, hàng cũ, rất là cũ rồi. Khá là xưa cũ rồi nha bà con. Dạ. Hàng này gửi hàng tàu nha. Hàng tàu. Số D2. D23. D23 thì em có một cái chum cái này chiêu tài nha. Đó. Ở đây bốn thiền thừ ha. À bốn ngậm tiền này ha. Bốn âm thiền thừ ngậm đó cái hũ chiêu tài này, gọi là hũ chiêu tài. Này phong thủy mình trưng bày đem tài lộc về cho gia chủ ha. Cái này quý cô chú đựng cái đít thôi, nhưng mà đựng kim cương á. Đầy cái này được đây, không quý chú ơi, giữ. Này cá cũ rồi nha. Đầy cái hũ này kim cương không rồi. Đây, em đo tổng cái chiều cao mà nó ôm như gì là 10. Cái miệng này nó khoảng 4 nha. À, cái bụng này nó 28. Thì cái này đây, trong này ha. Này dạ. Chất liệu là đồng. À, thì em giao lưu cả nhà mình giá chỉ 500.000, em bao ship toàn quốc nha. Mượn dễ thương ha. Ở dưới có một chuyện này không chú. Này hàng đây. Cũng khá cũ rồi nha. Khá cũ xưa. Hũ chiêu tài nha. Chiêu tài. Dạ. À. Rồi, tiếp theo cái sông Trầm. Sông Trầm này 450.000 luôn, em bao ship luôn. Cái mã số D24 ha. Về mình để bàn làm việc rồi, để bàn đọc sách rồi anh ha. Cái bỏ trầm vô ha. Đúng rồi, mình để bàn mình bỏ trầm vô nó rất là thoải mái cái mùi trầm á. Dạ. Này mình xài này không có sợ gì chứ, gõ beng beng gớt. Beng beng cũng không có bể, không có hư gì nữa. Hàng đồng nó rất là bền bỉ. Chiều cao này nó 12 nha. Ngang gì đi, hai quai này luôn. Đó là 12 luôn. Mấy món này dễ chơi nè, cũng dễ giao lưu nè. Đây là con sư tử. Đúng rồi. Hay con nghe anh, con sư tử. Con lân. Con lân hả? Dạ. Rồi em nói tầm bậy hết trơn. Đó. Đây. Tàu cũ xưa. Chỉ 500.000 em bao ship nha. Rồi con lân heo chú. Hai bên là hai con rồng anh hả? Đúng rồi. Cái quai nó là hai con rồng. Rồng hay cá ngựa? Rồng đó. Rồng. Rồi. Rồi. 500. Tiếp theo 23. 25. 25 thì em có một cái bình khá là xưa rồi nha bà con. Rất là cũ luôn rồi. Nếu mà ai cô chú anh chị nào thích cái hàng siêu tầm xưa cũ cổ ha, chọn những cái này. Chiều cao đây là 26, ngang gì? Ngang này đó là 15. Nhìn thôi đã thấy nó cũ rồi quý chú. 45 nha. Đó là bụng nha. Nhìn đó. Thôi thấy nó cổ rồi. Nắp đây thì có con chó nó ngồi đã. Ủa con chó ha. Chó. Có vụ gì có con chó nữa hả? Đó. Đây. Chôn đáy này nè. Này hàng này rất là cũ xưa rồi. Đó, D25 em giao lưu cả nhà mình giá là 600, em bao ship toàn quốc nha. 600.000 một cái bình này. Cho mượn cái này. 600 thôi anh hả? 600. Biết đâu nó từ cái đời không biết đời nào nữa, rất là lâu rồi. Đây. Rồi, chỉ 600.000 em bao ship toàn quốc luôn nha, mã số D25 nha. Thì mã số này cũng là cuối clip nha bà con. Đó. Cuối luôn anh ha. Cuối clip là 25 số rồi. Dạ. Thì cuối clip thanh mình cũng xin chào. Rất mong được sự ủng hộ của bà con. Bà con mình xem kênh thấy hay chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi ha. Em chân thành cảm ơn rất nhiều ạ. Dạ rồi, em chào anh Bình ha. Con cũng chào cô chú. Hôm nay cũng nhiều cây đẹp, nhiều món đồ giá dễ chơi ha chú. Cũng mong cô chú xem yêu mến ủng hộ cho anh Bình. Con chúc cô chú ngày mới nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại những clip tiếp theo.